Sau đây dàn nhạc thiêu được truyền lời tình cảm cho các con là con trai, con gái con dâu quãng ngày của cha. Chỉ còn vài tiếng buổi sáng ngày nay, trời chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Chiều nay chiếc xe ba để rồi tiền đưa cha lên đường. Cha ơi, ngày đi thì có, mà ngày về cha lại nhiều. Bởi những người gia đình thì chăm sóc vang sở đạo quý tùng xóm tổng hợp ngay thân thiện thân nhân vào tâm hương trân trọng kính mời. Cha ơi, dẫu xa con đi khắp thế gian, thì không ai tốt bằng mẹ. Cánh nặng cuộc đời chẳng ai mồ lần này xong rồi con và bà đến nước nước biển mênh mông thì cũng không có tấm đầy được tình trung mây trời lòng chẳng làm khổ vì con cha. Và ngày hôm nay cha đã thắt đi xa để cho các con đi, các cháu trong thảm ngàn sầu, bao nỗi nhớ chưa bao niềm mà gọi cha đi vào bao tiếng ma bao đời, bao tiếng bao đời trước giờ cha đi xa. Ôi cha ơi, nghĩa mẹ
và con sâu nghĩa năm còn chưa bao giờ được là gì còn chưa bao giờ được là gì mà giờ này đấy con thắp nén nhang trầm để con chào vĩnh biệt cậu này. Ngày mai con không thể về để đưa cậu đoạn đường cậu Quang ơi. Cậu ơi, cháu trai của cậu đây là con trai của mẹ Hằng.
Lúc này đấy con thập niên nhăng trầm để chào vĩnh biệt cậu một lần sâu cuối cùng. Cậu ơi, để ngày mai con không thể ở nhà để tiễn cậu đoạn đường sâu cuối cùng. Cậu ơi, cậu ơi, hàng ngày thì cháu ở xa vì công việc, vì cuộc sống mưu sinh mà con chẳng mấy lúc về thăm cậu được. Cậu Quang ơi, buổi chiều hôm qua mẹ con gọi điện báo rằng cậu đã nhắm mắt xuôi tay, nhưng phép của cháu chỉ được một đêm, được một ngày. Chốc lát nữa thôi cháu phải đi làm, đâu có thể ở nhà với cậu được. Cậu ơi, cậu ơi, lúc này đây để cho tính con xin được bày tỏ trước linh ngõ sàng. Ôi cậu ơi, lúc này hồn cậu ở nơi nào? Cậu có nghe để thấy nồi cháu tính lúc này không? Cháu trai bây giờ tôi hỡi cậu Quang ơi, cậu ơi, vừa hôm nào cháu về thăm cậu, cậu vẫn bảo rằng cháu cứ yên tâm công tác, cậu ở nhà chẳng làm sao đâu. Cậu ơi, nhưng ai có ngờ đâu cậu ra đi nhanh như thế này. Cậu ơi, ai có ngờ đâu cậu ra đi nhanh như thế này. Cậu ơi, ôi cậu ơi, cậu giờ chia đi. Ôi cậu ơi, dường thì gian đi trời đã sắp tôi hận đi rồi. Ôi cậu ơi, trước đây nghĩ rằng chậm mẹ gọi cậu đôi đời trước giờ cậu ra đi. Lên trước linh sàng nước mắt trào mi. Cháu trai con mẹ hằng mạnh
khỏe bình an. Cậu ơi, trước giờ chi ni vĩnh biệt, con xin thắp nén nhang trầm để chào vong linh hương hồn cậu. Cậu ơi, để ngày mai quân vì công việc mà không thể về đưa cậu một đoạn đường, mong cậu thứ nỗi thứ tình cho cháu trai của cậu. Cầu chúc cậu nơi vĩnh hằng an giấc ngủ ngàn thu.